Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại đến với Khéo Tay Hay Làm. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn một mẫu khăn đan mà bằng một cái kiểu là một cái khăn ống để có thể choàng qua cổ một cách chồng qua đầu nè, và sau đó thì là quàng ở trên cổ chúng ta luôn. Thì cực kỳ đẹp, ấm áp và đủ màu sắc. Thì loại len này mình đã tìm ở cửa hàng Teddy một vài tuần trước, 100g hoàn toàn bằng polyacrylic nè, có giá 2,5 euro. Nó là một sự lựa chọn thay đổi hoàn hảo với mình. Khi mà các bạn có xem những video gần đây thì các bạn sẽ thấy là mình đã tìm ra rất là nhiều cuộn len rất là đẹp khác, và cách mà mình đan cái khăn này như thế nào mình sẽ hướng dẫn ngay các bạn ngay sau đây nhé. Thì các bạn thân mến, mình bắt đầu đan cái khăn này bằng một sâu các móc chuỗi và sẽ móc số chẵn nhưng mà móc những móc chuỗi này nha. Thì vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đan 12 móc chuỗi nhé. Bắt đầu với 12 móc chuỗi trước nè. Mỗi móc chuỗi một màu rất là đẹp luôn. Và rồi khi đã đủ 12 móc chuỗi thì chúng ta sẽ lùi lại một bước là cái móc chuỗi thứ 11. Bắt đầu đan ngược lại 12 móc chuỗi. Bắt đầu từ móc thứ 11 này nha. Và tiếp tục đan như thế một hàng chắc chắn những móc chuỗi như thế này để làm chỗ cố định. Các bạn nhớ lúc nào cũng phải giữ cái sợi len này và đưa qua hai cái móc này nha. Rồi chúng ta sẽ làm như thế đến phía cuối cùng. Và đây là phần cố định của mình và cũng là chiều rộng của cái khăn. Thì mình móc một móc chuỗi, quay ngược một vòng và mình đang tiếp tục vào cái móc đầu tiên này. Một móc chắc, một móc chuỗi và một móc chắc, tất cả cho vào một cái móc. Sau đó thì chúng ta sẽ bỏ một móc và tiếp tục với móc tiếp theo. Ở đó cũng sẽ lại là một móc chắc, một móc chuỗi và một móc chắc. Tiếp tục cách một móc. Tiếp theo một móc chắc, một móc chuỗi và một móc chắc. Lại cách một chuỗi, một móc chắc, một móc chuỗi, một móc chắc. Cách một chuỗi, rồi lại một móc chắc, một móc chuỗi và một móc chắc. Thì mình đã đi tới cuối hàng rồi, thì giờ mình sẽ làm tương tự như vậy đối với móc đan cuối cùng. Thế là nó đã hình thành nên một cái họa tiết nhấp nhô như thế này đây. Thì có 6 cái bó ong như thế. Và ở đó thì mình sẽ đan hàng tiếp theo, một sâu móc chuỗi cho cái chiều rộng, chiều cao của cái khăn. Và mình luôn luôn có thể căn chỉnh được cái chiều cao này. Nó lúc nào cũng sẽ là móc chuỗi đầu tiên, và ở trong đó là có một móc chắc, một móc chuỗi và một móc chắc nữa. Cực kỳ đơn giản luôn. Chỉ cần móc qua cái điểm cao nhất, một móc chắc, một móc chuỗi, rồi lại một móc chắc. Rồi chúng ta sẽ đan như thế đến hết luôn nha. Thì sau đó thì lại là một móc chuỗi để làm chiều rộng, chiều cao của cái khăn chúng ta. Thì bây giờ mình đã có thể thấy được cái kiểu họa tiết của nó rồi nè. Nó sẽ luôn có những cái chữ V nhỏ nhỏ như thế này đan giữa liên tiếp với nhau như vậy. Tiếp theo đan một móc chuỗi, quay ngược lại và làm mọi thứ y hệt như bên kia. Lúc nào cũng sẽ là hai móc chắc và một móc chuỗi xen kẽ với nhau, móc chắc, móc chuỗi, rồi móc chắc. Và tiếp theo cũng cứ như thế, móc chắc, móc chuỗi, móc chắc. Các bạn có thể thấy đây nè. Thì các bạn thân mến, mình đã đan xong khoảng 80cm rồi và cuộn len cũng đã sắp hết rồi nè. Thì bây giờ thì mình còn lại một chút này thôi nè. Thì mình sẽ dùng cả hai mặt để đan cái vòng khăn. Rồi giờ thì bắt đầu từ chỗ này. Ở đây mình đã có một móc chuỗi rồi, thì mình sẽ tháo nó ra.
Sau đó thì mình sẽ đặt hai mặt khăn chồng lên nhau như thế này. Thì giờ các bạn có thể nhìn thấy được là nó rất là đẹp luôn nè. Nó có hẳn luôn một cái hàng này, nhìn thẳng cao theo chiều dọc luôn. Thì bây giờ mình sẽ đưa kim đen qua cái lỗ ở chỗ ngay đây. Nhớ là hai miếng này phải được đặt lên nhau nha. Rồi giờ thì mình sẽ đưa kim đen thẳng qua. Và đưa kim đen thẳng qua và kéo cái sợi chỉ thẳng qua luôn. Đưa qua. Đưa qua và luôn luôn phải có một khoảng cách nhất định nha. Đang qua các bạn có thể nhanh chóng nối được hai phần lại với nhau đấy. Rồi giờ thì mình đã đang tới cái phần rìa rồi nè. Mình sẽ kéo hết sợi len ra. Thì rất là thiết thực khi mà mình lấy cái chỗ bắt đầu và kết thúc của nó rồi cột lại với nhau thành một cục thống nhất như thế này. Thì mình khuyên là các bạn cũng nên làm thế nha. Thì khi làm xong rồi thì tất nhiên là chúng ta cũng phải khâu nó lại nữa, thắt lại chắc rồi nè. Rồi giờ thì mình không thấy có cái chỗ hở nào ở đây nữa. Thì nó được giấu ở giữa những cái móc đen này. Và đó là thành quả của cái khăn khi mà mình đã đan xong rồi đây. Cực kỳ đơn giản để làm một cái khăn đơn như thế này để choàng cổ luôn đó nha. Mình có thể choàng làm ấm cổ vào mùa thu hay mùa đông đều được nè. Nhìn là cực kỳ đẹp và sặc sỡ với những màu chuyển độc đáo. Thì mình rất vui vì các bạn đã coi kênh Héo Tay Hay Làm ngày hôm nay. Mong là các bạn thích video của mình. Nếu các bạn muốn xem các sản phẩm khác nữa thì bấm theo dõi kênh của mình để nhận thông báo mỗi khi có video mới nhé. Hãy nhấn thích video này của mình và chia sẻ cho bạn bè cùng coi chung nữa nha. Đừng quên ghé thăm kênh của mình ở dưới phần mô tả video nhé. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại lần sau. Sau